Bali, Indonesia đến Hà Nội, Việt Nam ngày 3 tháng 3 năm 2023. Chuyến bay hôm nay đặc biệt hơn với sự xuất hiện của hai vị khách đến từ hai đất nước Indonesia và Việt Nam với câu chuyện tình yêu vượt qua biên giới. Xin hãy cùng đón chào hai TikToker nổi tiếng là Mila và Mia, đôi duyên ương với câu chuyện tình yêu ngọt ngào được chấp cánh bởi một chuyến bay của Vietjet. Hãy cùng phi hành đoàn Vietjet chứng kiến giây phút thiêng liêng, đặc biệt ghi dấu thời khắc gắn kết yêu thương, nên vợ, tình chồng của chú rể, đàn Mila và cô dâu Mia. Xin mời cô dâu chú rể cùng tiến lên phía trước và xin các quý khách cùng dành một tràng pháo tay như một lời chúc phúc cho đôi phi đương. Vietjet xin gửi tới anh chị món quà để gắn lời chúc hạnh phúc dài lâu. Mong cho đôi duyên ương và những nguyện ước của anh chị bay cao, bay xa và luôn đồng hành cùng những chuyến bay hạnh phúc. Anh còn chần chờ làm gì tới bên anh, em ơi thôi chết tôi rồi giờ ai dám cản sự đẹp giữ mình đã tôi từng.